Thưa quý vị, mùa hè bắt đầu cũng là lúc khắp nơi trên toàn Hàn Quốc tưng bừng với những ngày lễ hội ngắm hoa anh đào. Hòa cùng không khí ấy, chương trình khai hội hoa anh đào mang tên Jinhee Festival tại Jinhee, tỉnh Seong Nam, Hàn Quốc đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng người Việt. Năm nay, do thời tiết nắng sớm từ giữa tháng 4, hơn 200.000 cây hoa anh đào tại thành phố Jinhee đã đồng loạt nở rộ. Lễ hội Hoa Anh Đào Jinhee Festival là chương trình thường niên của tỉnh Seong Nam, Hàn Quốc, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đổ về đây. Trong đó, cộng đồng người Việt tại Jinhee cũng như trên toàn Hàn Quốc cũng tham gia lễ hội để thưởng ngoạn hoa anh đào. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2016. Tại thành phố Jinhee có khoảng hơn 1.000 hộ gia đình đa văn hóa Việt-Hàn. Cộng đồng người Việt tại đây luôn thể hiện sự hòa nhập tốt với xã hội nước bản địa, đoàn kết tích cực trong nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung.